Thái Tổ nhận thấy mảnh đất Hoa Lư chật hẹp, chỉ có thể thủ chứ không có thể công, và không thể mở mang làm trung tâm của đất nước, nên đã quyết định rời đô từ Hoa Lư ra Đại La. Lịch sử đã chứng minh đây là một quyết định sáng suốt, thể hiện bản lĩnh của vị vua khai sáng Vương Triều Lý, đưa đất nước Đại Cổ Việt bước sang một trang sử mới phát triển và thịnh vượng. Tháng 7 năm 2010, một đoàn thuyền rời cố đô Hoa Lư tiến ra thành Đại La, tiến về nơi trung tâm của đất trời, nơi mà cư dân không khổ về ngập lụt, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh, nơi thắng địa định đô muôn đời của các bậc đế vương nước Việt. Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư ra Đại La, thấy rồng hiện lên nơi thuyền ngự nên đặt tên kinh đô mới là Thăng Long. Rồng Việt Nam thời Lý là loài có vảy dưới nước, là con vật giữ bầu nước trong thiên hạ. Khi cần, rồng bay lên trời, cuộn cuộn trong mây, tạo mưa tưới nhuần vũ trụ, cho phong đăng hòa cốc, mùa màng bội thu. Rồng chính là biểu tượng của một đất nước xây dựng trên nền tảng nông nghiệp. Không biết hữu thức hay vô thức, con rồng còn gợi nhớ đến gốc tổ rồng tiên. Không phải tình cờ, khi đoàn thuyền của vua Lý rời đô từ Hoa Lư ra Đại La vào mùa thu, mùa của hội và nghi lễ đua thuyền Việt Nam, ta có thể hình dung rằng trong việc rời đô, vua Lý phải tiến hành nhiều nghi thức, trong đó có lễ tế thần, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Lúc ấy và trong không khí cầu mùa ấy, người ta tin có rồng vàng hiện lên, nghĩa là lời cầu xin đã được thần linh ứng nghiệm. Đây là chùa Trấn Quốc ở Hồ Tây, xưa kia nằm ở ngoài đê sông Hồng, được vua Lý Nam Đế dựng với cái tên là Khai Quốc, nghĩa là mở nước. Thực ra Lý Nam Đế, Lý Bí mới là người đầu tiên nhìn thấy vị trí chiến lược của thành Đại La để dựng đô, lập nước Vạn Xuân, thể hiện khát vọng đưa đất nước mãi trường tồn cùng dân tộc. Đối diện với chùa Trấn Quốc bên kia đường Thanh Niên là một hòn đảo nhỏ có đền thờ chó mẹ chó con, từ truyền được Lý Thái Tổ lập khi rời đô về Thăng Long, trước ở trong núi Nùng, sau mới được chuyển ra Hồ Trúc Bạch. Việc rời đô và định đô của Lý Công Uẩn gắn liền với những câu chuyện đầy chất giả sử, hoang đường, nhưng đều có cơ sở nếu nhìn dưới góc độ văn hóa. Lý Thái Tổ sinh năm Giáp Tuất, rời đô năm Canh Tuất, sử cũ chép hai huyền tích. Khi Công Uẩn chưa làm vua, có con chó ở vương của Pháp quê ông đẻ được con chó trắng, trên lưng có hai chữ Thiên Tử. Vì vậy giữa kinh thành, vua lập đền thờ Cẩu Nhi và Mẫu Nhi. Một huyền tích khác kể rằng chó mẹ ở hương cổ Pháp vượt sông sang lót ổ cho con ở núi Nùng. Vì thế vua Lý ở cổ Pháp rời đô ra Thăng Long, lấy núi Nùng làm chính điện và lập đền thờ chó mẹ chó con. Đây là Hội An, một trong những di sản văn hóa thế giới nổi tiếng nhất của nước ta. Đến Hội An mà chưa đến cầu Nhật Bản thì coi như chưa đến đô thị cổ này. Trên cầu, du khách có thể dễ dàng nhìn thấy tượng chó đá. Không chỉ ở Hội An mà trên rất nhiều làng quê nước Việt, chúng ta có thể nhìn thấy tượng chó đá ở cổng làng, cổng đình, cổng đền, đóng vai trò như con vật bảo vệ trừ tà, chuyên mang lại những điềm lành. Bởi vậy có thể suy đoán khi vua Lý định đô ở Thăng Long đã tổ chức lễ hiến sinh cho chó, rồi lập đền thờ trên núi Nùng để trấn yểm cho kinh thành mới.